Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Đây, mình sẽ tô màu sản phẩm con muỗi nha các bạn ơi. Sản phẩm con muỗi nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm lươn điện. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm nồi cơm. Như vậy là sản phẩm lươn điện của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Còn đây là sản phẩm con muỗi mình đã tô màu xong. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đấy, bên trong mình ra khoe bố. Sản phẩm nồi cơm của mình cũng đã hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Biết đi, biết xong đi ra khoe bố. Xong rồi. Ra khoảng bố cho viết đẹp không?
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm cá voi biển sâu các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm châu chấu các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm con mèo ra các bạn ơi. Tô màu nha. Thôi không tô màu đâu. Thôi không được ngồi trong đây nhé, tôi đang làm. Như vậy là sản phẩm châu chấu của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây là sản phẩm cá voi biển sâu các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm con mèo của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn.